Những chi tiết nhỏ nhưng có võ trên ô tô, các bác không biết là thiệt đấy. Thứ nhất, trong trường hợp xe bị gặp sự cố không thể trả số từ N về P được thì đừng lo lắng, hãy ấn nút ship lock ngay cạnh cần số. Nếu xe không có nút ship lock thì hãy lấy chìa khóa cơ ra, ấn vào nút nhỏ này là đã có thể di chuyển cần số đến chỗ mà mình muốn. Thứ hai, nếu chẳng may bị kẹt trong xe mà không thể mở cửa ra ngoài thì hãy trèo ra phần cốp sau, hãy mở cái nắp có hình ô tô này ra, kéo cái lẫy bên trong là đã có thể thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp rồi. Trường hợp thứ ba, nếu phải kéo xe đi mà không biết làm thế nào cho chắc chắn thì anh em hãy thử cách này nhé. Đầu tiên, mở cốp xe rồi lấy thanh móc kéo trong bộ dụng cụ, sau đó lên phần đầu xe, mở cái nắp nhỏ này ra rồi xoáy chặt vào là được. Tiếp đến, anh em hãy kiếm một cái dây thật là chắc chắn, hãy gấp sợi dây lại làm đôi, sau đó kéo phần dây này luồn qua rồi buộc chặt. Tiếp theo, lấy sợi dây ngắn vòng qua một vòng rồi luồn qua lỗ này. Cuối cùng, kéo chặt sợi dây dài lại. Buộc kiểu này thì có kéo như thế nào cũng không tuột được, mà tháo ra lại rất đơn giản, chỉ cần kéo dây ngắn này là xong. Nếu các bác thấy video này hữu ích thì đừng ngại cho Bcar Hà Nội một tim và một follow nhé.